cánh đồng ngõ xóm, nhà dân khu phố Ngọc Bồ, thị trấn Kim Tân, rồi bốn bề là nước. Hơn 100 hộ dân ở đây bị chia cắt, nước ngập vào nhà. Nhiều diện tích đất sản xuất nông nghiệp bị nhấn chìm trong nước. Giờ là đến ngày thứ tư là nước ở trong nhà rồi. Thì gọi là chính quyền cũng có quan tâm đến, cũng cứu trợ kịp thời. Nhưng mà có cá hay sau này rồi, nước ăn ra rồi là không biết là bà con là lấy cái chi mà ăn ở đây. Vì là lúa thì cũng mất, mía măng các thứ mất hết rồi. Cho nên là cũng mong các cấp chính quyền quan tâm đến gia đình, rồi bà con xung quanh như cái khu vực đấy. Gia đình nhà tôi ở khu phố Ngọc Bồ, thị trấn Kim Tân, hiện giờ là đang bị ngập lụt. Thì tôi cũng mong cấp trên, chính quyền và đảng của nhà nước, thì chúng tôi thì đang muốn tới đây thì nước rút ra, thì và tập thể của khu phố thì đang mong muốn là xin cấp trên là nước rút ra thì cũng hỗ trợ cho các bà con bị ngập lụt ở đây một chút ít. Trước tình hình nước sông Bưởi dâng cao gây ngập lụt cho nhiều hộ dân trên địa bàn, chính quyền địa phương đang khẩn trương di dời số hộ dân ra khỏi vùng ngập lụt, đồng thời bố trí nhân lực để ứng trực tại các khu vực xung yếu, điều tiết giao thông, cứu trợ. Những hộ ngập lụt này thì chính quyền địa phương cũng đã hỗ trợ một phần nhu yếu phẩm như là mì tôm, nước để giúp cho các hộ không bị đói, không bị thiếu bữa. Trong thời gian tới thì đối với huyện Thạch Thành thì hiện nay là mực nước đang ở khoảng 11m35, tức là còn cách đó báo động 3 khoảng 65 phân nữa. Thì nếu như mà nước mà tiếp tục lên thì chúng tôi cũng tiếp tục theo dõi và di chuyển những cái hộ ngập sâu để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân. Tính đến thời điểm này thì huyện Thạch Thành đang có 6 xã bị ngập lụt nước vào nhà dân với 231 hộ. Gồm phố Ngọc Bồ, thị trấn Kim Tân 100 hộ, xã Thành Trực có 61 hộ, xã Thành Tâm có 17 hộ. Hiện 67 hộ ngập lụt sâu đã được sơ tán đến nơi an toàn. Đối với số hộ còn lại, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các xã thị trấn chuẩn bị sẵn sàng phương án sơ tán, di dời nhân dân đến nơi an toàn khi nước tiếp tục dâng cao. Địa bàn chi nhánh Thạch Thành thì hiện nay chúng tôi đã có 10 trên 12 hộ đã có cái mực nước vượt qua ngưỡng tràn, thì chi nhánh và công ty đã triển khai phối hợp với chính quyền địa phương đảm bảo an toàn cho công trình, đồng thời đảm bảo cho nhân dân khi đi qua các cái ngầm tràn. Đối với 6 trạm bơm tiêu thì công ty đã triển khai là vận hành tối đa để đảm bảo là chống ngập úng cho cái diện tích lúa cũng như là cây trồng trên địa bàn. Thời tiết tại Thanh Hóa dự báo sẽ tiếp tục có mưa. Chính quyền địa phương đang tiếp tục tổ chức trực ban 24/24, theo dõi chặt chẽ mực nước sông Bưởi và tình hình ngập úng trên địa bàn huyện để kịp thời ứng phó, đồng thời chỉ đạo các xã thị trấn có hộ dân bị ngập lụt, phối hợp với các ban ngành liên quan để kịp thời cung cấp nhu yếu phẩm, nước uống để hỗ trợ bà con nhân dân, sẵn sàng các phương án để hỗ trợ người dân sơ tán đến nơi an toàn.